Người dân Brazil đã thắp 500 ngọn nến để tưởng niệm nửa triệu người dân ở quốc gia này thiệt mạng vì đại dịch COVID-19. Hàng trăm ngọn nến đã thắp sáng thành phố Sao Paulo và Rio de Janeiro khi Brazil trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ vượt mốc 500.000 ca tử vong vì COVID-19. 500 ngọn nến tưởng nhớ 500.000 nạn nhân qua đời vì COVID-19. Ở Sao Paulo, người dân đặt nến ở các bậc thang ở Lago de Memoria nằm ở trung tâm thành phố. Còn tại Rio de Janeiro, mọi người tập trung tại quảng trường Floriano. Họ thương xót những người thiệt mạng vì đại dịch, kêu gọi Tổng thống Bolsonaro từ chức với lý do ông không kiểm soát tốt dịch bệnh. Trước đó, ngày 20 tháng 6, một biển hoa gồm hàng trăm bông hồng đã được cắm trên bãi biển Copacabana, đánh dấu ngày số người chết vì COVID-19 ở Brazil đã vượt 500.000 người. Trong tuần, số ca mắc mới ở nước này leo thang lên hơn 70.000 ca một ngày. Tới nay, mới có 11% dân số Brazil được tiêm phòng vaccine đầy đủ. Các chuyên gia về dịch bệnh cảnh báo, với việc mùa đông đang đến ở Nam Bán Cầu và các chủng mới của virus đang lưu hành, số người chết sẽ còn tăng lên.